Sao Monica lại mình đây 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 các bạn ơi. Thì như tôi thấy hè tới rồi các bạn à, nhiều bạn quay trở lại chơi đi em rất là nhiều. Nhưng mà các bạn than với tôi là anh ơi em không có đồ, tặng em mũ đồ được không này nọ em anh ơi em nghèo quá các kiểu các bạn à. Thì tôi cũng đồng cảm các bạn ơi. Thì ngày hôm nay tôi và Mel quyết định sẽ đi cùng các bạn đi nhận 30 món đồ miễn phí nha các bạn. Nhấn mạnh lại lần nữa là miễn phí ha. Cho nên các bạn mà xem hết video này đảm bảo các bạn có 30 món đồ luôn đó. Mà không phải lo mà người ta chơi các bạn nhiều nữa nha. Thì 30 món đồ này nó sẽ nằm ở khu vực Playa nè, Camping nè, khu trung tâm nè, khu nghỉ dưỡng và khu hometown nha các bạn. Thì nói chung nó nằm rải rác hết đó. À, mà khu hometown thì không có nha. Ok, các bạn đừng quên để lại một like và một đăng ký ủng hộ tụi mình ha. Ủa khoan khoan khoan, mà tên tím của em đâu rồi Mèo? Bây giờ anh mới thấy người ta hết hạn rồi. Rồi sao mà khóc hu hu vậy? Hết tiền rồi. Vậy anh mua cho Mèo nha. Rồi anh mua cho Mèo. Thì có gì đâu, Mèo hết thì anh mua thôi chứ có gì đâu. Đợi tí nha, 5 giây có liền luôn nè. Sao mà anh tốt bụng vậy? Bây giờ thì nói chung là bây giờ anh ảo thuật nha. Anh đếm 5 giây là tên em nó tự thành màu tím nè. Hả? Em thấy là có lối vi biết nữa anh. À, thôi thôi em ơi, tên tím rồi em ơi. Bây giờ em đếm 5, 3, 3, 2, 1 đi rồi cái tên em tự sang gọi là màu tím luôn nè. 3, 2, 1. Đó, ghê chưa? Xịn nha, cảm ơn em BJ. Ừ, nhưng mà có tên tím để chi thì bây giờ mình cũng đổi qua nick mới em ơi. Có gì kìa? Mình nhận đồ miễn phí mà mình dành cho các bạn cày chay mấy bạn mới chơi thì mình phải tạo lại nick từ đầu chứ. Được thôi, yes go. Ok, thì bây giờ edit chuẩn bị nè, bây giờ tụi tôi sẽ chuẩn bị biến hình ha. Biến hình. Ơi, đây nha các bạn ơi, thì đây là hai cái nick tụi tôi là còn y nguyên mới tạo luôn nha các bạn ơi, không có một bộ đồ nha. Bây giờ tôi cho các bạn xem nè. Rồi đây, đó, hộp đồ là trắng bóc ha, không có một cái gì ha, nói chung là axin hết đấy. Ừ, cho nên các bạn cứ yên tâm về cái đồ uy tín ha, đúng không Mèo? Đúng đúng, mà không phải là không có mà tại tái chế hết rồi. Thì nói chung là tụi tôi chưa nhận một cái gì đó. Thì nói chung là bây giờ các bạn mới chơi hay là chơi lâu rồi, hoặc là đang chơi giữa chừng hoặc là lâu quá mới chơi lại thì đều nhận được hết mấy cái món đồ này nha, nên các bạn cứ yên tâm ha. Còn bây giờ thì tụi mình vô luôn nè. Khu vực đầu tiên là bờ Gia nha các bạn, đó chính là khu trường học ha. Đây các bạn lại như chỗ công ông đu đen nè cùng với hai ông bạn đó nè. Thì bây giờ mình sẽ bấm vô đây ha. Rồi ông nói tiếng Anh vậy tôi không biết các bạn nè. Mình cứ đi theo chỉ dẫn nè Mèo, đi theo anh nè Mèo. Có cái bạn gì nè? Tới các bạn nè, bạn cầm hoa, bạn tặng tốt nghiệp cái gì nè. Rồi rồi. Bạn chỉ gì ghê quá, chỉ luôn. Ôi một bộ đồ nha các bạn. Mũ cử nhân. Một cái một mũ cử nhân rồi. Wow, vậy là mình tốt nghiệp rồi. Rồi, áo choàng cử nhân luôn ha. Vậy là chúng ta sẽ được bộ đồ nha các bạn. Em đi đây, mặc đi. Đây, 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 đó, đây là bộ đồ nha các bạn ơi. Chà. Mèo, em tốt nghiệp lớp mấy vậy? Em tốt nghiệp lớp 1. Anh tốt nghiệp lớp mẫu giáo nha, miệng còn hôi sữa nha các bạn. Tiếp theo thì các bạn đi thẳng bên trong vào khu trường học nha các bạn. Rồi các bạn tới gặp cô giáo ơi Sunny vậy đó các bạn à. Rồi các bạn nhận nhiệm vụ ha. Sao toàn tiếng Anh không các bạn, cái tôi không hiểu được các bạn à. Rồi dạ Thanh Du so much vậy đó. Cảm ơn rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái ông này ha để chúng ta nhận được một cái phần thưởng đó chính là cáo choàng nha các bạn. Rồi đi đây nè. Rồi lẹ lẹ Mèo ơi, trễ học bây giờ nè Mèo. Mèo mèo mèo. Rồi rồi, trả này nè, trả nè. Rồi chip vậy đó, ai biết đâu cứ bấm màu xanh là được thôi. Ok, tôi nhận được một áo choàng mà đó chính là món đồ thứ hai ha. Món đồ thứ ba thì các bạn lại chỗ xin mới hồi nãy luôn nha các bạn ơi. Rồi ông con trai nè, nói chuyện ổng tiếp ha. Rồi xin chào, tới là mới chuyển trường vậy đó. cứ bấm màu xanh là được. Rồi, ok, bạn nói là bạn có thể giúp tới được không? Rồi tôi giúp luôn nha các bạn ơi. Ok, bây giờ nhiệm vụ của tôi đó chính là hoàn thành một cái tiết học nha các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ chúng ta phải chờ trời sáng thì mới có tiết học các bạn à. Ok các bạn ơi, thì lần này các bạn chỉ cần ngồi trên ghế thôi là hoàn thành nha, không cần phải học nha các bạn. Cho nên các bạn cứ yên tâm ha. Giờ mình sẽ ngồi mình treo cho hết tiết học là xong nha các bạn. Rồi, ok, hoàn thành rồi nha các bạn ơi. Ui, được hơn các bạn tên học sinh vậy cả. Thôi, trước mắt mình sẽ quay trở lại ha. Rồi, 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 thì bây giờ mình sẽ trả nhiệm vụ nha. Tôi học xong rồi nha, tôi học say ông rồi nha. Rất vui nha. Phải vui chứ, nhận được quà mà sống vui được. Rồi, ok, nhận được một cái đầu nha các bạn ơi. Thì tiếp theo chúng ta cũng nhận nhiệm vụ ông này tiếp ha. À, chúng ta phải quay lại nói chuyện với cô Cindy nè. Ok, quay lại nè Mèo ơi. Ồ, thế cô Cindy đi đâu trong đây tận trong đây thế nhỉ? Rồi. Ôi, được một quả trứng nè. Trứng khủng long ba sừng nha các bạn ơi, rất là xịn ha. Và được thêm tiền nữa nè, quá là đỉnh luôn nè. Rồi, là nhiệm vụ của cô nè. À, bây giờ chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ của cô nữa nha các bạn ơi. Thì nhiệm vụ là con làm một trong những nhiệm vụ cuối cùng ha. Rồi, chúng ta sẽ nhận được một cái kẹo nha các bạn ơi. Thì cái kẹo này nó sẽ có vài cái hiệu ứng đó các bạn ơi. Nhưng mà trước mắt thì tôi sẽ mang kẹo đến cho các bạn ha. Rồi, bạn học sinh ngưng mẫu. À, vậy là tiếp theo là bạn học sinh phá phách. À, Mèo quá chứ ai nữa. Anh á. Chuyên giao vậy mà. Ấy, ớ, thế là học sinh gương mẫu các bạn à. Ta thấy ông cuối cùng là gương mẫu luôn hay sao vậy? Ôi, ông cuối cùng thì là học sinh gương mẫu nha ơi. Tức là chỉ học sinh gương mẫu mới được kẹo thôi nha. Cho nên các bạn nhớ học ngoan ngoãn nha, bạn đừng phá phách nha như tôi hồi đó nha. Tự nhận luôn. À, thì em vậy mà. Mèo em gì có. Không Mèo ơi. Rồi cô ơi cô, em mang kẹo tới nè cô ơi. Cho em một cục đi, em là người đi thư, em cũng mệt rồi. Cô đã nghe được tiếng lòng của tôi và cho tôi một cục các bạn nha. Rồi ok, đây, đây nha các bạn ơi. Thì cục kẹo này nó sẽ có tác dụng là giảm 20% cộng lực ha. Ăn một lần là hết nha, các bạn để dành nha. Tiếp theo đó chính là khu vực 7-11 nha. Chỗ này hồi xưa Mèo hay uống nước ở nhiều ở đây nè.
Không, Miu là nhân viên giao hàng. Ờ, gì ghê. Dữ vậy ta. Rồi bây giờ các bạn phải vô trong nha các bạn. Trời ơi, gì Miu? Xem đồ nó có hiểm vậy? Miu có bự được của che không? Ờ, vô trong đi nè, nhận đồ nè, nhớ đi bán hàng thôi, chịu rồi. Rồi nha các bạn ơi, các bạn chỉ cần vào thôi là người ta sẽ tặng cho các bạn ha. Bây giờ chúng ta sẽ nhận miễn phí luôn nè. Ôi. Ui. Trời ơi, rồi. Ok, ba món nha các bạn ơi, một bộ đồ nè, một cái ba lô và một cái đồ chơi nha các bạn. Ê Mèo, cái ông Vanny hồi nãy em giao hàng nè, hình như mình làm ông này là mình sẽ nhận thêm một món quà nữa đó. Thiệt không? Đi giao hàng hả? Ờ, bây giờ em đi giao hàng nhanh đi, anh nghe nói như nhận được một quả trứng hơi bị xịn. Ok. Rồi đi đi. Ủa mà sao giao hàng mà đi bộ ta? Ờ à, thì các bạn ơi, thì tụi tôi là bên shop Shopee Pha Ke nha các bạn. Ui, giờ bạn liên hệ nha, tôi giao hàng giúp tôi nha. Rồi, nhận. Ủa chứ, bắt chạy nó thôi, chịu rồi. Trời ơi. Ê ê, còn nữa kìa. Chạy luôn anh đi ơi. À quên, có xe. Ủa trời ơi. Ờ tôi có xe đạp nha bạn, tôi chạy nha. Mệt quá. Rồi, ôi cái trời. Ông nhận đàn cái gì quá trời đàn, không chịu rồi. Trời ơi không. Chạy về lẹ lẹ. Rồi, chạy giùm vụ, đó, thấy không? Đó, một quả trứng. Quá là xịn luôn. Rồi, khu vực tiếp theo là live fan nha các bạn, nhưng mà chỗ này như mình quên nhiệm vụ không biết làm sao luôn nè. Em biết để tôi chỉ cho. Ghê vậy hơn quá, của mèo các bạn, vô. Ồ, mới vô nhận được bong bóng nè. Ôi, mới vô người ta cho mình có hộp luôn các bạn ha, quá là tiện luôn nè. Cha, rồi, một cái bong bóng luôn ha. Trời ơi, ở đây nè. Ôi, các bạn hào hứng này. Ồ, hứng khóc gì vậy? Khóc chú mèo đó. Ha, à, tìm bong bóng. Rồi à, phải tìm bong bóng cho bạn. Ủa mà bong bóng ở đâu? Ở trong đây nè, nhưng mà mình phải đi khắp nơi tìm. Ờ, vậy bây giờ mình tản ra tìm ha. Dạ. Ờ vậy là kêu biết nhiệm vụ biết dữ chưa. Vậy. Ê, anh thấy nè mèo ơi, anh thấy nè. Anh đâu vậy? Qua đây, anh thấy rồi. Trời ơi, tôi là có thiên lý nhãn nè, tôi nhìn cái thấy liền. Đây nè. Ê, một thôi. Ông ếch nhỏ nằm trên ông ếch lớn. Thôi chịu rồi. Rồi, mèo lấy chưa? Anh lấy nè. Rồi anh lấy rồi. Trả lẹ. Trời ơi, mình được bong bóng nè. Rồi, được thêm một cái bong bóng nha các bạn ơi, quá là ngon luôn. Rồi. Vậy nói chung là khu vực live fan này của chúng ta đã hết nhiệm vụ rồi nha mọi người. Bây giờ chúng ta sẽ đến khu vực tiếp theo ha. Ok các bạn ơi, có một điều rất là đặc biệt đó chính là trước cái khu bet này nè thì chúng ta có thể nhận miễn phí được một cái vé cao bông nha các bạn. Nhưng mà các bạn phải làm một cái nhiệm vụ bet ha. Đây nè, nhận được cái vé sale này nha các bạn. À, bây giờ tôi sẽ vô trong đây tôi làm ha. Rồi, hello, chào bạn đồng hành nha. Rồi, bây giờ tôi sẽ đổi vé ha. Rồi, thì khi các bạn vé này, khi bạn có mua mấy cái loại trứng đó các bạn à. Mấy loại trứng 300 kim cương các bạn được sẽ giảm 50 kim cương ha. Đó, cho nên là nói chung là các bạn phải đi dành ha. Chỉ một lần duy nhất thôi nha các bạn. Thì tóm tại, tại khu vực bờ đa gia này chúng ta sẽ có nhận được 13 món miễn phí nha các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ qua khu vực tiếp theo đó chính là khu vực camping nha. Rồi, khi các bạn tới camping không, các bạn quay sang trái giúp mình ha. Các bạn đi tới ngay chỗ mà Korea vậy nè các bạn ơi. Ở đây thì có hai anh em sinh đôi nha. Thì hai anh em mình sẽ cho những món quà như sau. Ok, bắt chào mừng các bạn thôi, bấm mình cứ bấm liên tục ha. Rồi, nhận được một cái chậu nha các bạn ơi. Thì cái chậu này các bạn có thể về trồng cây và nhận được kim cương hoặc là tiền sao ha. Rồi, quá là ngon. Thì khu vực camping chỉ có một món thôi các bạn à. Thì bây giờ tụi tôi phải bắt máy bay đi qua khu nghỉ dưỡng nhận thêm một món nữa, món thứ 15 nha các bạn. Rồi nha, bây giờ chúng ta phải đi tới gặp Aquaman các bạn à. Đây. Đó, một nói chung là nữ thần dưới nước các bạn nè. Đấy, ok, xin chào bạn nha. Rồi, à, vẫn chưa có thi công đúng rồi. Thì cái món này là món gọi là chúng ta sẽ đi câu cá nha các bạn. Thì các bạn câu bất kỳ loại bóng nào cũng được nha các bạn ơi. Bóng không còn được nữa chứ, bóng không là bắt tại không. Rồi, ok, câu nè. Rồi, lên nè. Trời ơi, ông bóng cá tiếp, vậy là xong rồi nha các bạn. Bây giờ chúng ta về trả nhiệm vụ ha. Rồi, đây, trả nhiệm vụ nè. Thôi, chúng ta sẽ nhận được một cái thủy cung nha các bạn. Khi chúng ta, nói chung là vật trang trí á, khi các bạn bấm vô các bạn sẽ vào thủy cung được luôn. Ok, bắt đầu từ món 16 trên đi, chúng ta sẽ bên khu vực trung tâm hết nha các bạn ơi. Nhưng mà trước khi chúng ta làm tiếp thì các bạn đừng quên đấy là một like, một đăng ký ủng hộ tụi tôi nha, cho tụi tôi mệt quá các bạn ơi, đuối lắm rồi. Ở đó rồi, em thấy cái tòa nhà Player Museum bên kia không em? Ủa đâu ta? Ờ em không thấy hả? Không bé ơi. Không. Thấy hồi đi em ơi. Ừ, cái nhóm nhà nó không liên quan, mình qua cái tòa nhà kế bên các bạn. Tòa nhà Sireo ha. Rồi, tới lúc này các bạn đi vào thẳng vô bên trong nha các bạn ơi. Rồi nha các bạn ơi, khi chúng ta mới vô là xem cái giới thiệu là bài mới tặng cho mình một cái áo luôn nha các bạn ơi. Rồi nhận. Một cái áo phông màu trắng có logo là Sireo các bạn à. Đâu, em mặc vô anh xem thử mèo. Em đi. Ok bạn ơi. Ủa, áo tại này... sao không ai tặng quần cho mình vậy? Ờ thì anh nghĩ là cái quần sẽ nằm ở chỗ nào đó đẹp. Rồi nha các bạn ơi, có cái áo khá là xịn ha. Thôi bây giờ chúng ta đi nhận món tiếp theo ha. Rồi thì bây giờ tụi tôi sẽ qua khu vực Vanny nha bạn. Đây, tòa nhà Vanny nè, các bạn nhớ vô trong nha, đừng có ai vô cái cửa sổ ra vô cửa chính nè. Đây à, đúng rồi, chuẩn luôn. Rồi như các bạn thấy là bên đây có một NPC, bên đây cũng có ha, thì hai bên đều có đồ hết nha các bạn. Thì chúng ta vô bên phải trước ha. Rồi đây gặp ông bom, ông kia sẽ bùng nổ gì đó. Thì đúng là bùng nổ thì các bạn à, tại vì món quà của ông đó chính là một cái cây gậy bùng nổ nha các bạn. Nhưng mà trước mắt là mình phải đi tìm cái kem chỏng à.
Rồi cái kem ông này ông giấu đâu đây? À đi mua kem cho ổng các bạn nè, đây. Rồi, à tới cái hũ kem rồi là xong ha, quay trở lại gặp ổng nè. Ổng sẽ tặng cho mình một cái gậy bùng nổ như bạn đó, ổng đang cầm trên tay á. Ui giời, trông rất là xịn sò ha. À quên chưa mua kem, tới bây giờ mua kem các bạn. Rồi, tôi mua xong rồi nha. Rồi bây giờ tôi có kem rồi nha chứ. Lại quên mua các bạn ơi. Rồi, ok, nhận miễn phí nha các bạn ơi. Rồi. Cái này giống như là cái kiểu mút mà nó có cái đồ bật lửa các bạn nha. Rồi à, bả bắt mình đi tìm 5 cái thẻ thành viên giúp bả nè. Rồi bây giờ 5 cái thẻ này ở đâu tôi không biết các bạn nè. Cho nên bây giờ là mình phải tìm thật kỹ nha các bạn. Đây, thẻ đầu tiên nha các bạn ơi. Rồi, một thẻ. Gì vậy, đã xong rồi, không có thẻ đầu tiên. Ủa gì vậy, thôi chịu ơi. Trời cùi dữ trời. Rồi, 2 thẻ nha. Rồi, thẻ thứ 3 bây giờ. Trời ơi, nghe chỗ bán son nữa. Thôi chịu, tôi sợ đây các bạn ơi. Mỗi lần tôi vô đây là tôi bay cũ 2 cũ. À đây, ui, thẻ thứ 4, thẻ thứ 5 ở đây nha các bạn ơi. Trời ơi, 2 thẻ nằm ở đây, hỏi sao tìm bà không ra. Rồi bây giờ mình về mình trả nhiệm vụ ha. Rồi, trả cho bà ha. Rồi, ok, ui, giữ được một cái đầu nha các bạn ơi, đầu kem nè. Trời ơi, quá đẹp, mũ kem là thôi. Bây giờ mình mặc vô xem thử luôn nha các bạn. Anh liếm đầu mèo ơi. Mèo liếm đầu anh đi, kem ngon nè. Vậy? Rồi, hơi ngọt nha, hơi ngọt nha. Hơi thúi nha. Vậy? Chịu. Mũ vật tiếp theo đó chính là gọi là tòa nhà Lotteria nha bạn ơi. Vô chúng ta, sẽ nhìn cái mũ con này đó đó. Ông này ông đang đeo nè. Vô, để hát nhà đi. Rồi, qua bên đây nha các bạn ơi. Đây, nhận nhiệm vụ của ông Loi. Ông tên Loi các bạn nè. Loi chơi lóc chơi gì nè. 10 con gà. Trời ơi, đi tìm gọi là 10 con gà nha các bạn ơi. Thì 10 con gà này nằm khúc ở khu trung tâm nha. Cái này chắc tôi phải bắt Mèo đi tìm giúp tôi chứ tôi mệt quá các bạn ạ. Mèo con gà đầu tiên kìa. À, thấy rồi nè, ngay chỗ em nè. Vậy. Rồi, một con. Anh mang dây chở Mèo. Ừ, anh xe đã bích kỹ em ơi, không chở được không cảm. Ủa chịu các bạn ơi. Đây. Ở đây mình thấy 2 con gà nha. Rồi bạch chia bạch chơi leo hoài trời. Rồi, 3 con. Đừng nào thấy anh thú Mèo nghe. Rồi anh thấy, anh đang thấy một ông trên đây nè, anh lên bắt nè. Rồi 4 ông nha các bạn ơi. Rồi quá ngon luôn. Rồi ông tới 5 đây. Chạy đi đâu mà chạy. Thứ 6 đây, thứ 6 đây. Sao Mèo khóc vậy? Mèo không thấy con nào. Chịu các bạn ơi, đi tìm suốt ngày trên này hỏi sao không thấy. Rồi rồi, ông Loi ơi, tôi tới đây, Loi ơi, cho tôi cái mũ đi mà. Rồi, ok, một cái mũ nha các bạn ơi, khá là xịn, đúng xung đuôi cuôn các bạn nha. Đấy, ok, new luôn ha. Khu vực tiếp theo là khu vực ngân hàng nha mọi người đây. Tòa nhà ngân hàng, bây giờ chúng ta đi đến cái cổng nè ha. Ờ, nói chung chỗ này dễ bị lạc các bạn à, cho nên các bạn phải đi cẩn thận nha. Rồi, quẹo qua đây, gặp công, ông tên là Adi các bạn à. Arasut, đấy, thì ông này sẽ giao cho mình một cái nhiệm vụ rồi chúng ta đi giao cái vali các bạn à. Đấy. Sau khi giao cái vali xong, chúng ta sẽ nhận được luôn cái vali luôn. Tôi không biết cái này là lợi hay hại đây, chứ tôi thấy quá là ngon, quá là thời luôn nè. Ôi nha các bạn ơi, có vẻ như khách hàng của chúng ta là khá là VIP các bạn à. Mình quay mặt lại không cho nhìn mặt luôn. Ô, vừa đây xứng tên đeo khung trang các bạn à. Thôi, ảnh là ảnh khách VIP mà nó còn chơi các bạn ơi. Thôi, được, bây giờ phải quay về là trả nhiệm vụ nữa, thôi chịu rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay vô trả nhiệm vụ. Chịu các bạn ơi, trả nhiệm vụ ngoài kia mà tôi đi vô gặp ông Buddy nữa, không sao. Ở đây, đây, ngay chỗ ATM các bạn à. Rồi, à, mật khẩu hồi nãy là có hiện là 7854 ha. Rồi, tôi trả nè. Rồi, chính xác luôn ha. 7854 tôi nghe rồi. Không chịu rồi, ăn cắp mật khẩu người ta rồi. Một cái vali tiền nha các bạn ơi. Ui trời ơi, có vali là một trong những món đồ mà tôi có gọi là thích nhất trong những món đồ free của các bạn. Đây tôi cho các bạn xem ha. Nè nhìn nè. Cho anh mượn tỷ em nè, tỷ nha. Đó. Không, trong uy tín thật sự các bạn à. Gì vậy, chịu rồi. Mèo có 5 tỷ. Ôi trời ơi, anh có Mèo. Yêu anh. Yêu em. Rồi, tiếp tục ở ngân hàng nữa nha các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ lên tầng 2 ha. Rồi, bây giờ mình sẽ đi tới gặp ngay chỗ NPC đang đứng ở chỗ này nè. Mà sao lâu quá. Ta bay qua không được nha, bạn phải đi bộ nha. Đây. Ngay chỗ bả tên gì nhiều phần thưởng đang chờ đợi bạn nè. Rồi, giải đố các bạn phải giải đố ha. Rồi, hãy chọn câu trả lời đúng. Rồi, cái gì? Bạn có thể kiểm tra số dư bằng ứng dụng ngân hàng mà không phải trực tiếp đi đến chi nhánh. Đúng, chính xác là ô hơ, chính xác hay chưa? Trời ơi. Tôi nói mấy cái này là hơi bị rành các bạn à. Rồi, một cái nón theo kiểu là mũ KB vậy đó các bạn. Nói chung là đầu một con khủng long thì phải. Rồi, lại thêm một cái mũ nha các bạn ơi. Cái mũ này trông nhìn nó mắc cười các bạn ơi. Đầu tôi đã chọc rồi mà thêm cái này nữa nhìn mắc cười quá. Hai món đồ tiếp theo nằm trong khu vực tiệm mì Coreno nha các bạn. Thì bây giờ tôi sẽ mèo đi vô ha. Mà kiếm bật tiền, có tiền mua mì không đó. Người ta có 10 tỷ trong tay nha. Không chịu, nãy kêu 5 tỷ giờ 10 tỷ mà chịu các bạn ơi. Rồi, nhiệm vụ của các bạn là đi lại chỗ Coreman nè các bạn. Người bán mì Korea vậy đó. Đây rồi. Ok, nhưng có hết các bạn ơi, mình cứ có là xong ha. Rồi, hãy mua một cái mì ha.
Rồi, cúp này chắc chắn là 50 đồng, tôi nghĩ ai cũng có, dễ nhưng không có được. Rồi, tới đây là chạm là xong nha các bạn ơi. Bây giờ tới gặp ông chủ quán, kêu ông nấu cho một món nè. Chủ quán cho chui tôm mày. Tính là chui mua mì á, chủ quán không bán luôn. Rồi, tôi đã mua xong rồi nha các bạn ơi. Chắc chắn lần này ông sẽ bán cho mình, chứ dễ mà không bán được nữa phải không? Tôi sẽ nấu một cái món mì ha. Đây, món mì jumbo nấm hỏi. Một người khác đang sử dụng nó. Là nó em. Ăn vô bạn, ăn vô đi. Rồi, ok, quay lại mình gặp ông Coleman ha. Rồi, chả nhủ mùi hương rất là ngon nha, cho nên ông tặng cho mình một cái tô mì ở trên đầu nha các bạn. Khi nào đó thì chúng ta là lấy xuống rồi chúng ta ăn một miếng rồi chúng ta để lại trên đầu ha. Rồi, sau khi đó thì chúng ta cứ tiếp tục bấm thêm ông này được nữa ha các bạn ơi. Rồi, bấm xong thì ông bắt mình phải đi giao mì cho ông các bạn à. Và sau đó ông sẽ tặng cho mình chứ là một cái ba lô sau lưng rồi các bạn ơi. Thì bây giờ chúng ta phải giao xong ông mới tặng ha, còn không bây giờ ông cho mượn thôi à. Rồi, giây phút mong chờ của chúng ta đây các bạn ơi. Rồi, ok. Một cái ba lô mì các bạn ơi. Ba lô là theo tôi thấy rất là dễ thương, cộng thêm có một đôi đũa đó các bạn à. Rất là chi tiết ha. Bây giờ tôi sẽ đeo cho các bạn thấy nè, combo gọi là quả gọi là làm mì của chúng ta nè. Ôi trời, trông uy tín thế nào mấy cả. Món thứ 22 cho tới 27 nằm trong cái khu vực Valley of the Museum nha các bạn ơi. Thì bây giờ cụ thể như sau thì các bạn vô ha. Rồi thì các bạn hãy chạy lên cái hồ này nè. Thì trong cái hồ này chúng ta sẽ câu được hộp nha mọi người. Và trong cái hộp này chúng ta sẽ có tổng cộng là hai bộ đồ ha. Hai bộ đồ hoang bóc của nam và nữ là màu xanh dương và màu hồng nha mọi người. Thì nói chung nó sẽ nằm ở cái bóng 2 và bóng 3. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu câu để tôi lấy lên mấy cái hộp để cho các bạn biết ha. Thì đây nha mọi người, thì mình có mượn clip của anh Toàn Yolo này, hồi xưa anh có câu được á. Đó, anh giật cả nó đó. Ôi trời, đó là cái túi này nha các bạn. Các bạn nhớ cái túi này cái tên là túi hàng bóc nha các bạn ơi. Khi các bạn mở ra thì các bạn sẽ được quần áo ha. Đây. Đó, thấy không? Nguyên một bộ đồ hang bóc mới tinh luôn các bạn à. Đấy, ngoài ra chúng ta sẽ có một cái gì trên đầu các bạn, cái nón với lại là một đôi dép ha. Thì nói chung là cũng sẽ 6 món, hai bộ đồ màu hồng và một màu xanh nha các bạn. Vậy là chúng ta đã nhận xong 27 món đồ miễn phí rồi nha mọi người. Hy vọng video này sẽ giúp được nhiều cho mọi người, đặc biệt là những bạn nào mới tạo ạc hoặc là mới chơi lại ha. Hãy share ngay video này cho những bạn mà mới chơi lại ha. Đừng quên để lại là một like và một đăng ký, cũng như là share video này cho những bạn cần nhận những món đồ miễn phí như vậy nha. Và Mèo ơi, nói chung là bảo buồn ngủ quá, buồn ngủ trước các bạn ơi, cho nên giờ còn mới bên tôi ok nha các bạn ơi. Còn bây giờ chắc tôi phải đi ngủ nè. Anh nhau nè, bye bye. Xin chào tất cả các bạn. Mà sao đụng cái từ quá trời, không chịu rồi.